Rồi, chào các bạn nhé, chào các bạn đến với kênh của Nhà Trai Trong Tôi nhé. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một cái món ăn đặc sản của người Khánh Hòa nói chung và người Nha Trang nói riêng. Đó chính là chả cá. Chả cá thì các bạn có thể biết tới ở nhiều nơi, ví dụ ở chợ Sông Mới hoặc là chợ Đầm, họ bán, họ làm rất nhiều. Nhưng mà để chả cá chất lượng và thương hiệu thì các bạn nên tìm đến những cơ sở chả cá uy tín, giống như cái thùng chả cá mình đang chuẩn bị khui đây. Chả cá có thương hiệu là chả cá PMC. Đây, các bạn nhìn này. Mình mua có 2kg thôi và được đóng thùng rất chi là cẩn thận. Và mình sẽ dạch ra cho các bạn xem bên trong có những gì trong này nhá. PMC như mình, nếu gọi tắt như vậy là nhanh. Đây. Sẽ tự nhiên tắt kìa. Yeah. Tự nhiên tắt kìa. Không sao cả đâu. Đó là nó tự nó tắt màn hình thôi, nó vẫn đang quay. Đây, chả cá chiên PMC được đóng gói rất cẩn thận nhé, bao bì là được hút chân không này, rất dài này, bao bì rất chắc chắn các bạn nhé. Có hướng dẫn sử dụng trước khi dùng này. Đây, có một cái loại nữa gọi là chả cá hấp này, được đóng gói bằng màu xanh. Còn chả cá chiên là được đóng gói bằng màu trắng, thể hiện rõ ở cái màu sắc. Khi mà các bạn ăn thì chỉ cần hâm lại, giã đông. Hiện tại là nó đang đông, bạn chỉ cần giã đông ra và hâm lại, chấm với lại tương ớt. Mình sẽ khui thử cái này cho các bạn xem. Cá nhà mình đây rất thơm các bạn, chưa ăn là đã thơm, độ đông rất chi là cứng này. Nếu mà hâm thì chắc là hâm cả đúng không, hâm cả bị bình thường chị hâm cả bị hay hâm nha, hay là bóc ra hâm, kinh nghiệm của chị cứ nói để em chia sẻ mọi người. Bóc ra hâm, bóc ra hâm, bóc ra này xong để đĩa hâm đúng không? Đó, kinh nghiệm của bà chị mình là bóc ra để lấy một cái đĩa xong là hâm nước, nếu mà có cách thì càng tốt nha. Thì hôm nào mình ăn mình sẽ review tiếp tục cái miếng chả cá này cho các bạn xem sau. Rồi, chào các bạn, hẹn lại các bạn ở những video sau nhé. À quên, cái món này mình sẽ lên vào thực đơn trong tour của mình, tour Ba Đảo VIP tại Nha Trang và cái tour Đồng Cừu Hái Nho tại Ninh Thuận. Các bạn sẽ được thưởng thức cái món này một cách gọi là miễn phí trong quá trình đi tour. Hiện tại cái chả này PMC đang mang với giá là 160.000 một cân. Các bạn nhớ like ủng hộ theo dõi kênh của mình để xem những video mới hơn. Chào các bạn.